sẽ được chào đón đội Lôi Nhoi. Mới ra là cơ bộ thấy có nhoi nhoi rồi đó. Nhưng mà hình như nhà mình là đi theo cái kiểu phong cách con vịt cổ lùng phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Chẳng hay nhà mình lấy cái tên là Lôi Nhoi, tại sao đi ra cái tướng kiểu con vịt vậy anh? Bây giờ là tại vì nhóm của tụi anh nó gặp nhau là nhoi, thành dạ. ra lấy tên Lôi Nhoi cho nó nhoi. À. Mà vịt nó cũng Lôi Nhoi mà. À, con vịt nó cũng nhoi. Cũng hợp lý. Vậy thì bây giờ mời từng thành viên giới thiệu về mình nào. Mình là Hoa Lư. À, mình là bên spa, làm bên spa. À, làm lên bên spa, chăm sóc dưỡng da này kia phong chị. Đúng rồi. Tôi là Đỗ Hiệp. Rồi, tiếp theo xin mời. Em là Lệ Trinh, là trợ lý của anh Song Bình. À, là trợ lý của anh đứng kế bên hả? Dạ. Ủa, thì tại sao không để cho ông sếp giới thiệu trước ta? Không, ưu tiên cho nữ. Ưu tiên cho nữ hả? Là vợ ổng luôn rồi. Là vợ ổng hả? Ủa? Dạ em bị hố thưa quý vị. Biết đâu, cứ tưởng là một trợ lý thiệt, ai về là bà xã đi theo phải không? Dạ. Và chẳng hay tại sao cả bốn thành viên của mình quyết định lập thành một cái nhóm để mà tham gia chương trình này, có chơi chung với nhau hay không? Dạ chơi đúng chung. Rồi, chơi chung đó anh. Dạ, đó là đội Lôi Nhoi, mình thấy cái đội Lôi Nhoi của họ rồi đó. Cái đội còn lại có lẽ là cũng ngang tài ngang sức, không kém chi bên này. Và tên của đội đó chính là đội Vui Vẻ. Dạ, đây là đội vui vẻ, mặc dù mới ra chưa thấy vui lắm. Chắc còn hơi khớp chút xíu. Tôi phải qua tận nơi tôi làm việc lại với cái đội này một cái. Tôi là Phương Anh, tôi là làm nghề thiết kế thời trang. Dạ, em là Lan Hương, em làm nhân viên bán hàng. Bán hàng gì em? Dạ, em bán dược. Bán dược hả? Dạ, không, em là nhân viên dược. À, nhân viên dược. À, rồi, Lan Hương, tiếp. Dạ, em là Danh Lu. Tôi tên là Lê Quang, làm nghề tự do. Trời đất. Anh, có gia đình chưa anh? Một vợ mấy con rồi? Hai con. Về nguyên cái dàn mình bữa nay là có dính dáng gì với nhau? Cũng gặp nhau rồi thấy hợp với nhau. Đi chơi rồi uống cà phê rồi. Kết ai? Kết cầu nhỏ này hay kết hai bà chị bên kia? Nói chung kết hết. Kết hết à. Bốn anh em để tay vô nhau mình gian cái chất sâm tụ. Vui vẻ. Vui vẻ đó. Ít ra phải vậy chứ đúng không? Những người chơi họ còn ngại ngần khi họ xuất hiện trong một cái chương trình nó hoành tráng lệ, nó lộng lẫy như thế này. Cho nên chúng tôi biết cái tâm lý đó đã mời tới đây hai người đội trưởng là những người bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm trên sân khấu sẽ giúp cho các bạn bình tĩnh hơn để tham gia cuộc thi. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với đội trưởng đầu tiên. Xin được chào đón đội trưởng của đội Lôi Nhoi, diễn viên Anh Đức. Yeah, yeah, yeah. Anh Đức, Đức, anh cảm giác giống như là em vô cái đội này là hợp luôn á Đức. Nó hợp từ cái tên luôn á Đức. Em nhoi lắm ha anh. Thì đó, có bao giờ mà người ta thấy em điềm đạm đâu. Vậy là em có bị lố không? Em có cần phải điềm đạm lại không? Em ơi, anh nghĩ rằng em không có lố bằng mấy công anh trong cái nhóm này luôn đó nha. Bây giờ em ở trong em nghe nhoi lắm anh hà. Nội nghe cái tên Bình Hoa là thấy mệt rồi. Em thấy em hợp với đội này rồi đó. Đó, dạ. Em sẽ là đội trưởng của đội bên đây, làm quen nhau đi nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với đội trưởng của đội Vui Vẻ, diễn viên Vân Trang. Ủa Trang ơi Trang, em đang làm cái mặt là vui đó hả Trang? Em diễn nét điện ảnh quen rồi, vui trong này. À. Tức là điện ảnh là người ta phải đi vô trong tâm em, người ta mới thấy em vui. Em đừng có qua bên điện ảnh nữa, em qua bên cái mà điện ít quang đồ đó. À, chụp xuyên thấu vô luôn á Trang. Vui rồi, vui rồi, vui rồi đó. À, tại vì biết sao không, đội của em bốn thành viên này nãy ra là hơi rụt rè đó. Không có anh, cái style đội em vậy anh không nhìn sâu. Cái style điện ảnh luôn vậy đó. Dạ, không có nhìn xuyên thấu được. Tại vì cái size nó sang quá đem. Thôi mấy bây giờ mình chờ chút xíu được không? Không được anh, không được anh. Trời ơi, Đức ơi Đức. Bây giờ có cách gì mà em lôi được cái cục vui của Trang dùng ra ngoài giùm anh được không? Trang, vui lên nào. Vui. Vui luôn anh. Bữa nay người ta chọn cái phong cách này rồi. Mình biết làm sao bây giờ. Mong rằng một lát nữa khi bắt đầu bước vào cuộc chơi thật sự nhập cuộc thì cái không khí của chương trình tự nhiên lôi cái cuộc vui của năm con người này liền ra ngoài cho chúng ta thấy. Chờ xem nha. Ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 3 vòng thi, nhưng mà hai cái vòng đầu là những cái vòng thi nó quan trọng nhất. Nếu như các bạn lựa chọn được đúng cái đáp án mà chương trình đưa ra
thì các bạn sẽ có những số tiền thưởng mang về. Ngược lại, các bạn mà chọn sai thì nhìn đi, những cái kết sắt khổng lồ trên kia nó sẽ sa xuống, nó sẽ nhốt các bạn bị cách ly luôn ha, cách ly với thế giới con người luôn nha. Các bạn chỉ được quay trở lại với chương trình trừ khi đồng đội của các bạn qua đến vòng 2 sử dụng cái quyền hồi sinh. Nhớ sống bật mẹ. Dậy đưa các bạn vô đây. Chưa chi mà khóc lóc quá nhiều. Bởi vậy chúng ta phải cố gắng chọn đáp án đúng. Bởi vì chương trình của chúng ta có tên là chọn đâu cho đúng, chiến thắng hay ra về tay trắng. Vòng đầu tiên, vòng này có tên là đâu mới đúng. Cố gắng chọn đáp án đúng để không bị cái kết sắt đó xa xuống đầu mình. Nếu như các bạn trụ lại được qua vòng 1, đặc biệt là bảo vệ được hai đội trưởng, thì mỗi đội sẽ được cộng thêm 10 triệu đồng. Trời ơi, rẻ dữ vậy. Nhiều đội trưởng không trụ được hết vòng 1, mất luôn cái giá trị mà em cho là rẻ đó em. Trời ơi, 10 triệu là được giá rồi đó. Bên nào, xung phong, vui vẻ hay lôi nhoi? Thôi bên đội lôi nhoi xung phong luôn đi. Đúng rồi. Lỡ nhoi thì mình nhoi cho tới luôn. Đúng với cái tên lôi nhoi của mình. Chiến thắng. Ra đúng cái tinh thần của lôi nhoi luôn. Mặc dù chưa biết trả lời được hay không. Trước mặt các bạn bây giờ là 5 cái két sắt. Trên đó nó sẽ hiển thị 5 cái đáp án mà chương trình đưa ra. Ở câu 1 này các bạn sẽ phải đứng ở 3 vị trí. Và một người trả lời đúng chúng ta có 1 triệu đồng ha. Mời các bạn xem đáp án của chương trình. Làng Ngọc Kim Bồng, làng gốm Bát Tràng, làng gốm Tân Vạn, làng lụa Vạn Phúc, làng trống Đội Tam. Mọi người nhìn những cái đáp án này, mọi người nghĩ rằng câu hỏi nó sẽ liên quan tới cái gì? Làng nghề vũ công ha. Mời các bạn quay lại xem câu hỏi. Những làng nghề truyền thống của miền Bắc. Thời gian bắt đầu. Miền Bắc, Bắc gốm. Rồi, quay lại. Trong năm cái này là cái nào là của miền Bắc á? Thì gốm Bát Tràng đi vô trước hả? Ủa, đẩy theo trước hả? Bây giờ là 15 giây. Bây giờ là ba câu chọn là câu nào đây đội trưởng nè? Bát Tràng nè. Trống Đội Tam nè. Vạn Phúc. Phải không? Vạn Phúc hay Kim Bồng? Vạn Phúc. Rồi, vậy là gốm cái Bát Tràng, gốm cái Đội Tam chứ hả? Rồi, Kim Bồng á. Rồi hay là bên kia không Kim Bồng nữa. Đứng vô. Ê, nó sụp xuống một cái là mệt à. Chắc chắn là không sụp ở đây rồi. Đúng rồi. Đứng rải ra cả 4 vị trí. Bởi vì các bạn phân vân, chỉ có cái làng gốm Bát Tràng là các bạn tin chắc thôi đúng không? Đúng rồi. Em có hay đi đến đây không? Dạ, chưa bao giờ luôn. Về mà mạnh mẽ, tự tin không, quá. Không, tôi đi rồi. Gốm Bát Tràng ở miền Bắc, tôi đi rồi đó. Còn anh bạn này đang ở làng Mộc Kim Bồng, vì sao anh chọn đáp án này? Anh nghĩ chỉ có khu vực phía Bắc thì mới có cái làng này thôi. Gỗ đó. Làm gỗ Kim Bồng. Đây, mình chị Hoa Lư đứng ở làng lụa Vạn Phúc. Chị từng đến đây chưa? Chưa từng. Nhưng chị ấy vẫn mạnh dạn tự tin chọn cái vị trí này bên đây. Cô đơn quạnh quẻ là trống Đội Tam. Dạ, tại vì ở ngoài đó hay có cái vụ đội trống. Mỗi lần mà lễ hội đó là họ hay thường quánh trống chào cờ đó. Dạ, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1 hả? Dạ, có đó là cái hội văn nghệ của miền Bắc. À, cái này á là em từng coi ba cái hội văn nghệ rồi. À, dạ. Từng coi hội văn nghệ. Dạ. Nhưng mà thật ra em thấy trống thì đâu cũng có mà em. Ở Bình Định đi cũng có trống, nó trống vỏ Bình Định đó. Nhưng ý là cái chữ đội á, chữ đội là cái từ của miền, vùng miền. À, đội là miền Trung hả? Cái đội là miền Trung. Tại sao nãy anh không qua đây đứng với vợ anh? Anh bỏ vợ anh rồi anh qua anh đứng với trai lạ. Thôi nói chung là tôi có lỗi, mọi người xin lỗi tôi đi. Ngang ngược ha. Các bạn đã chọn tập 4 vị trí. Vậy thì bây giờ Đại Nghĩa sẽ bắt đầu công bố từng vị trí một. Không sao đâu, mình chắc học ổn, mình ổn. Đại Nghĩa sẽ công bố vị trí số 1 và số 5, làng Mộc Kim Bồng và làng trống Đội Tam. Đáp án của chương trình là
Trời tối thui trời. À. Đáp án đúng là làng trống đội tam. Ủa em, hình như em không vui luôn không em? Em hồi hộp lắm, em có thấm không? Hồi hộp tới cái mức mình thắng rồi mà cũng không nhận ra để mà vui luôn thưa quý vị. Em sắp xỉu rồi đó. Thấy không, lẽ ra phải đứng kế bên vợ anh. Anh đứng kế bên em, anh làm gì nè? Trời ơi anh. Anh thể hiện vậy người ta tưởng là em quyến rũ anh. Tôi cũng coi nhiều chương trình thì tôi cũng ngại hiền hồ lắm. Mình ra được muốn coi chương khác anh ơi, coi chương trình này nè. Thôi được, cái chuyện mà của anh Đức với hiền hồ thì anh để sao mình tập trung chương trình này luôn anh, mình đừng qua chương trình khác. Bây giờ nè, thấy chị Qua Lư chỉ đang đứng một mình cũng rất là hồi hộp ở bên cái làng lụa Vạn Phúc. Thường mà đứng ngay cái làng lụa là người ta dễ bung lụa đúng không, nhưng đằng này chỉ co ro chung đứng chỉ đó, chỉ bung liền kìa. Nói xong chị mới bung. Em sẽ công bố đáp án của chị ngay đây. Làng lụa Vạn Phúc đúng hay sai? Chị nhìn lên đi để chờ nó rớt xuống chị. Đó, thấy chị Qua Lư chỉ vui gầm. Đúng với tinh thần của đội Loi Nhoi phải là vậy đó. Giờ đến làng gốm Tân Vạn và làng gốm Bát Tràng đây. Em chắc chắn luôn, em chảnh luôn, em đứng em mặc luôn. Thì để coi nha. Mời hai đáp án, làng gốm Bát Tràng và làng gốm Tân Vạn. Chảnh luôn. Cái nào đúng? Lỡ đi. Dễ gì? Con ngon lỡ đi. Không nhiều khi chứ vậy á. Ê. Thôi. Bình thường thôi. Thưa quý vị, đó là đáp án đúng. Còn làng gốm Tân Vạn lỡ Biên Hòa Đồng Nai. Yeah. À, chúng ta còn lại 4 thành viên. Coi như là mỗi người mình đã mang về 1 triệu cho đội của mình. Kim Bồng á, cái đó là ở Hội An, Quảng Nam. Yeah. Anh đi hơi xa chút xíu, cho nên là bây giờ anh đã mời ảnh thỉnh anh vô cái căn phòng mà không có ai đó em. Đó, chúng ta gặp gỡ anh lại một lần nữa nha. Kết nối nè, trời trời ơi. Mặt vẫn còn tươi. Em có lỗi với anh quá anh ơi. Tự nhiên chạy qua nói gì vậy? Anh chạy thôi cũng được rồi. Là tại vì á, anh nghĩ là phải đi cho đúng có 3 cái đáp án. Chứ nếu mà anh nấy anh vô chung với chú Đức với Bình rồi. Lẽ ra em phải kéo ông vô cái chỗ của em đứng. Chứ thôi em biết là em gom vô rồi. Rồi, lỗi rút em. Rút kinh nghiệm nha. Dạ. Tạm biệt anh.